Chào quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau một cái clip rất là hay. Bước qua một cái đoạn đường rất là nổi tiếng. Ok. Quá hay luôn. Không phải dễ gì mà đi qua được cái chỗ đoạn đường này, thế nhưng mà anh vẫn có thể vượt qua được. Kìa, khéo đứt dây điện kìa. Hay quá. Thấp xuống thì được, hạ thấp cái kia xuống. Đã. Không phải, nhưng mà các bác đừng làm cái này. Ai làm? Thì biết ai làm đâu, nhưng mà đừng làm. À thế à? Làm này tự nhiên là nó cứ bị cảm giác nó khó chịu. Không, không cần như thế. Mà vấn đề là cái vượt khó thôi. Cái xe này họ vượt rất là tốt. Đó, rất tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn thấy nó bắt đầu nó vượt qua này đó. Rồi, không sao đâu. Họ trèo qua được mà. Đó. Hệ thống cực kỳ là hay luôn. Quá giỏi. Rồi, sắp sửa qua rồi. Rồi, và anh ta đã đi qua một cách dễ dàng. Quá là tuyệt vời luôn.